25. Lâm Lạc cấp D với kiếm khách Thanh Phong cấp B Dương Tiêu Dao. Trận chiến bắt đầu. Đầu tiên là cuốn trục kháng trạng thái dị thường. Sau đó thì sử dụng các loại giải độc đan. Lâm Lạc à, ta đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với những kỹ năng kinh tởm của ngươi rồi đó. Có ngon thì nhào vô đi. Những thứ này là do Đông Phương Hạ Thiếu Gia đưa cho mình, để mình có thể sử dụng được tối đa toàn bộ sức mạnh của bản thân để đấu với Lâm Lạc. Cuốn trục đó có vẻ khá là đắt tiền nhỉ? Ngươi trông không giống với con nhà của một thế gia gì cả. Vậy ngươi lấy đâu ra tiền để mua một cái thứ như vậy cơ chứ? Ta có lẽ ta đã đoán được ai đã ra lệnh ngươi rồi. Cơ mà điều đó không thành vấn đề. Nếu ngươi đã dám thách thức kỹ năng của ta thì ta sẽ cho nhận ngươi cơ hội này. Trình độ của tao cao hơn nhiều so với trình độ kỹ năng bùng phát viêm dạ dày cấp tính tức thời của mày đó. Thậm chí còn đạt tới level 7 nữa cơ. Chứ dựa vào đẳng cấp của mày ấy, thì dù có cả mấy món đồ thì cũng đừng có mà mơ ngăn được tao. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Hóa ra là cái thứ đồ chơi này cũng có tác dụng nhỉ. Mày nó, thôi quá đi à. Cứ như là một quả bơm khí độc vậy. Mau lên, dùng không khí thanh tẩy nơi này đi. Sau hai trận chiến, ngay cả khi sử dụng cuốn trục và đan dược vậy mà vẫn không thể đối phó được với kỹ năng của cậu ta sao? Dù đó là quái vật thì chỉ lên quên nó cũng không cách nào mà chiến đấu được đâu. Chiêu này cũng dã man thật. Tôi cực lực yêu cầu cấm nó. Cấm dùng. Cấm dùng đi. Hỉ hỏi môi trường ô nhiễm con người. Yêu cầu cấm được dùng chiêu này. Phó thành chủ đại nhân à, Lâm Lạc đang khiến mọi người phẫn nộ, đồng thời nhà của Đông Phương cũng hy vọng có thể vô hiệu hóa được kỹ năng này. Ngài xem, cấm dùng kỹ năng sao? Vậy thì cấm nó đi. Cậu ta có thể đánh bại được cả trị lập giả. Nếu chỉ dùng chiêu viêm dạ dày rùa cấp tính thì sẽ không thể làm được cả. Mình cũng muốn thấy nhiều năng lực của cậu ta hơn. Sau khi xem xét tính đến các yếu tố khác nhau như phát sóng sự kiện sau khi thảo luận với tất cả các lãnh đạo, đã quyết định cấm Lâm Lạc sử dụng kỹ năng gây viêm dạ dày rùa cấp tính. Quả báo, đây là quả báo mà. Nếu không có chiêu thức kinh tóm này thì để xem nhà ngươi có thể giành chiến thắng như thế nào đi. Cũng không quan trọng, nếu như các ngươi đã không thích ôn nhu thì mình đành phải dùng các độc, các ác độc mà thôi. Lối đời số 1, Dương Hạo Nhiên với Lâm Lạc. Dương Hạo Nhiên à, tôi đã đưa cho cậu đang dược được kháng và trang bị phòng ngự rồi đó. Hãy ghi nhớ nhiệm vụ của mình, cho dù không giết được hắn cũng phải ép hắn sử dụng toàn lực đó. Hả? Hả ca? Anh thật sự muốn giết người sao? Trên lôi đài đao kiếm không có mắt, bị thương nặng rồi tử vong không phải là chuyện bình thường hay sao? Chỉ cần thành công, Đông Phương gia tôi sẽ bảo đảm một bước lên mây của cậu sau này. Được, vậy thì tôi nhất định sẽ làm được. Thiếu gia, Dương Hạo Nhiên thật sự có thể giết được Lập Lạc sao? Làm sao có thể được? Đó chỉ là ném đá hối đường mà thôi. Ngài hãy xem cái viên đá này có thể ép Lâm Lạc hiện ra thêm nhiều thứ nữa không? Cỡ cả viên đá này có chết đi chăng nữa thì ta cũng vô can mà. Lâm Lạc à, không có kỹ năng kinh tởm đó, mày chẳng lo cái gì cả đâu. Mày chỉ là một tên mục sư nhãi nhép mà thôi. Mày lấy cái gì mà đã chống lại được chức nghiệp kiếm sĩ ma thuật cấp A của tao đây? Liệt diễm trảm. Mà kiếm sĩ cơ à? Chỉ cái thế này thôi á? Còn chưa hết đâu nha. Bán hồn trảm. Bán hỏa lô phở diệt. Wow, vậy thật sự nắm được tổn hai nguyên tố cơ à? Thật là lợi hại đó. Đây chính là sức mạnh của kiếm sĩ ma thuật sao? Cậu ta không chỉ cực kỳ mạnh mẽ mà còn chiến, mà còn có thể điều khiển sức mạnh nguyên tố để hỗ trợ bản thân nữa đó. Dù sao thì Lâm Lạc cũng chỉ là linh mục, sao mà có thể chống cự được cơ chứ? Không, không thể nào. Đến lượt nhà ngươi tiếp chiêu rồi đó. Không hề phản ứng sao? Chẳng lẽ trang bị và đan dược mà Đông Phương Hạ đưa cho mình đã có tác dụng sao? Ơ, chuyện gì thế này? Sao thấy ngứa quá đi? Ngứa lắm rồi, ở bên dưới ngứa, ngứa vô cùng. Biến thốt ấn phơ thuật, khổ kiếp, nhà ngươi đã làm cái quá gì thế này? Có gì đâu, chỉ là một kỹ năng nhỏ nhỏ mà thôi. À, mà đương nhiên là ta còn nhiều kỹ năng hơn nữa đó. Có thể làm cho ngươi cảm thấy sướng phát điên đó. Tỷ thống mãn định thuật, dương độc bạo phát thuật.